Úc Gồm xin chào tất cả các bạn nha, chào tất cả các anh chị em thợ may đồng nghiệp nè. Chúc cho tất cả các bạn và các anh chị em thợ may đồng nghiệp á, có một ngày làm việc thật là vui vẻ, tràn đầy năng lượng nha. Video hôm nay mình xin phép được chia sẻ thêm một cái mẫu đồ bộ kiểu mới nữa nha các bạn. Mẫu này thì mình chia sẻ đó là mẫu tay liền, hay còn gọi là sắt nách nha. Ở đây mình may cổ nghiêng. Các bạn xem video nhớ ủng hộ mình một lượt đăng ký nè, một lượt thích hoặc là chia sẻ video để ủng hộ tinh thần cho mình nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Mẫu áo này thì mình phối vào cái màu hồng lên cái phần cổ nè. Rồi viền cũng viền màu hồng. Rồi mình gã từ trên vai xuống thẳng xuống cái phần lai áo. Mình cũng phối cái phần màu hồng như vậy. Rồi mình kết hợp mình đơm những cái hạt đá lên ha. Cái hạt cơm á. Mình tạo kiểu dòng theo cái phần vải mình gáp á. Để tạo cái điểm nổi bật trên cái áo của mình ha. Mẫu áo rất là dễ thương luôn nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cách để cắt được cái mẫu áo này cho các bạn cùng xem tham khảo nha. Tiếp tục hôm nay mình cũng chia sẻ trực tiếp trên vải nha các bạn. Đây là cái phần thân áo cơ bản nè. Mẫu hoa đào ha. Rất là đẹp luôn. Cái nền màu xanh. Nền màu xanh mực đó các bạn. Tại mình quay cái thấy màu nó hơi đen. Thì đây là cái thân áo cơ bản mình vẽ sẵn, chưa có vẽ cổ. Mẫu này mình cắt sát nách nha. Cái phần vai nó nhỏ đó. Thì mẫu này là size M nha. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình vẽ phần cổ áo. Như đã giới thiệu ở đầu video á, thì cái mẫu mình chia sẻ là một bên là cổ vuông, còn một bên là cổ tròn, tròn hơi u ha. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cắt được cái phần cổ đó. Thì ngang cổ mình sẽ lấy là 9 sen nha. Thì các bạn thích cổ nhỏ thì mình có thể mình vẽ nhỏ lại. Hạ sâu cổ, ở đây mình sẽ hạ là 12 sen. Ngang cổ dưới này mình lấy là 7,5 đến 8 sen. Từ 7,5 đến 8 cm ha. Rồi mình vẽ cái phần cổ vuông. Vậy. Mình sẽ vẽ qua đối diện cái lớp dưới luôn, cổ vuông nha. Phần phía trên này mình sẽ đánh cổ nó hơi tròn nhẹ, hơi u thôi, không có tròn nhiều ha. Cái góc này nè, cho nó hơi u thôi. Rồi mình mở ra ngay chính giữa cổ mình làm dấu nè. Mình sẽ mở cái phần thân áo ra, mình mới tiến hành mình phát triển kiểu tiếp nha. Đây cổ áo của mình một bên là vuông, còn bên đây là nó hơi u nhẹ chút ha, nó không có tròn lên lắm, nó u theo cái góc này thôi. Mình vẽ cho nó ngang qua đây làm dấu ha. Rồi bây giờ mình từ cái đường thẳng này nè, từ cái đường thẳng của cái phần cổ này nè, các bạn sẽ lấy thẳng xuống luôn. Đây mình sẽ sử dụng thước dây. Mình gã thẳng xuống cái phần lai của mình. Các bạn đặt cái sợi thước dây sao cho nó đi thẳng xuông xuống với cái phần lai luôn nha. Đừng để ý cái góc này. Cái góc này nó sẽ lệch ra khoảng 0,7 cm. Mình làm dấu xuống thẳng với cái phần lai của mình. Rồi mình sẽ gạch cái đường thẳng này nối lại với nhau hết nè. Rồi mình sẽ cắt gã cái đường này nè. Mình sẽ ghép vô đây một cái phần vải màu hồng.
Giờ ở đây là trên cái phần hoa văn trên cái vải áo nè, nó có cái màu hồng là chủ đạo ha, mình sẽ ghép cái màu hồng vô. Ở đây mình sẽ cắt là 1,5 cm, mình ghép một cái đường nhỏ thôi nha, thẳng lên trên cổ mình luôn. Cái đường thẳng mình cắt gã ra 1,5 cm này nè, để mình ghép cái phần vải màu hồng vô nha. Rồi tiếp tục mình sẽ phát triển cái phần cổ đối diện bên đây. Bây giờ mình sẽ cắt cái phần cổ áo ra để dễ hình dung cái phần cổ đối diện để mình tạo kiểu ha. Mình sẽ cắt qua đây luôn. Rồi mình cắt cái phần cổ áo ra nó có hình thức như vậy. Tiếp theo mình sẽ cắt gã cái đường này xuống luôn. Cắt cái đường mình cắt 1,5 cm ra. Phần này mình thay thế lại cái phần vải màu hồng. Thân bên đây giữ nguyên. Khi mình cắt cái phần vải màu hồng thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chừa cái đường may nha. Rồi mình sẽ tạo kiểu phần này. Cổ áo mình sẽ quay lại nè. Từ ngoài mí cổ này mình sẽ lấy vô là 3 cm nè, đều theo cái phần cổ áo của mình. Một đoạn tới cái phần hết cái phần ngang vai này ha, rồi mình sẽ lấy nó rộng ra từ từ. Xuống đây mình lấy 3 cm, 3,5 đến 4. Mình lấy đến cái đoạn giáp mí này là mình lấy có độ lớn là 7 cm ha. Rồi mình vẽ đều qua. Rồi mình sẽ lấy thêm một đường 1,5 cm nữa. Cái đường 1,5 này nè, mình sẽ ghép cái phần vải màu hồng vô, giống với cái đường mình sẽ xuôi dọc theo cái phần thân áo đó. Rồi mình sẽ tiến hành mình cắt ra. Cái phần thân áo phía dưới giữ nguyên, phần trên cổ mình cũng giữ nguyên. Mình sẽ cắt cái phần vải màu hồng thay thế ở đây ha. Đây mình sẽ sử dụng cái phần vải màu hồng này. Mình cắt lại cái phần vải để mình ghép vào ha. Thì mình cắt cái đường gã ra xuôi theo thân áo nè. Rồi mình đặt cái phần vải này lên đây. Phần vai cắt theo ha. Phần ngang cổ mình làm dấu nha, mọi lưu ý nha, làm dấu ngang cổ lại nè. Rồi bên đây thì mình chừa 1 cm nè. Mình sẽ may ghép cái đường 0,5 nha, mọi lưu ý nha.
Lai mình cắt theo cái phần lai, không có thay đổi gì. Ở đây mình cũng đối diện mình chừa một sen, mình cũng chừa đúng một sen thôi. Các bạn gạch thẳng lên trên phần cổ luôn nha. Rồi ở đây nha, cái phần ngăn cổ mình làm dấu nè, các bạn sẽ thắc mắc khi mình gác vô cái phần này nó thừa ra thì trên cái phần cổ của mình sẽ như thế nào. Thì ở đây á, lát mình ghép vô á, là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ha. Làm dấu đây, dấu qua bề phải luôn nha. Rồi mình cắt cái phần cổ nè. Rồi mình sẽ đặt cái phần cổ áo lên. Các bạn lưu ý nha, khi mình tạo kiểu trên bề trái thì khi mình đặt lên cổ để mình cắt lại lên trên cái phần vải màu á, cái phần cổ này nè là mình cũng đặt bề trái luôn nha. Mình đặt cho cái phần cổ nó êm hết, tiến hành cắt chừa đường may mỗi bên 1 cm. Ngang vai cắt bình thường nha, không có chừa đường may. Vòng bên đây nè, mình cũng chừa cái đường may 1 cm thôi. Rồi, như vậy xong ha. Khi mình cắt xong thì mình sẽ tiến hành mình gấp nó lại nè. Đây là bề phải mình gấp nha, cho các bạn xem. Mình không có hướng dẫn may, mấy mẫu này nó đơn giản, rất là dễ may ha. Đây gấp đường may 0,5 cm dạ. Rồi cái phần phía trên này mình cũng gấp vô 0,5 cm. Cái phần đối diện này ngay cổ áo nè, mình sẽ lọc ra như vậy nè. Mình đặt ngay căng mấy cổ mình làm dấu nha. Rồi cái phần thân này mình cũng gấp vô đây, trên vai nè, mình gấp vô 0,5 cm nè. Rồi cái cổ áo của mình nó có hình thức như vậy ha. Rồi mình sẽ trang trí, khi mình may xong mình trang trí nút, hộp chai hoặc là cườm gì tùy thích ha. Mẫu này đơn giản, rất là dễ may ha, nhưng mà nhìn rất là dễ thương luôn á. Rồi mình sẽ cắt cái phần dải viền. Dải viền để mình viền cổ, mình viền cổ vòng qua cổ sau và mình viền sát nách ha. Thì bên đây thì mình may á, mình viền bình thường rồi mình nhấn cái phần góc vuông chỗ này nha. Như vậy là mình đã chia sẻ với các bạn hoàn thành cái mẫu áo này nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Chào tạm biệt các bạn nha.